Chào các em đã đến với buổi livestream môn lịch sử của Kiến Guru. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đề các năm và sửa đề năm 2019. Trước khi bước vào buổi live ngày hôm nay, các em hãy chuẩn bị cho cô những dụng cụ sau: một quyển sách giáo khoa môn lịch sử lớp 12, giấy viết, và đặc biệt là các em phải tải bộ đề mà các thầy cô nhà Kiến đã up ở phía trên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đề năm 2018. Đề năm 2018 ra với trọng tâm kiến thức thuộc lịch sử lớp 11 và lớp 12. Trong đó, lịch sử lớp 11 chiếm khoảng 8 câu, còn lớp 12 chiếm khoảng 32 câu. Về phần lịch sử, nội dung của lớp 11 thì các em cần phải chú ý những nội dung sau: tình hình nước ta trước khi thực dân Pháp xâm lược, quá trình Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế, phong trào yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có đặc điểm gì, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Còn phần lịch sử thế giới của lớp 11 thì các em chú trọng vào hai nội dung. Thứ nhất là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, và thứ hai là bản chất, ý nghĩa của hai cuộc chiến tranh thế giới. Còn kiến thức của lớp 12 thì trong đó sẽ có 30%, tức là khoảng 12 câu, sẽ nằm trong phần lịch sử thế giới với những nội dung chính như sau: hội nghị Yalta và trật tự thế giới sau chiến tranh, Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1975, những mặt tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa. Về khu vực Tây Âu, bao gồm kế hoạch Marshall cũng như là những thành tựu mà Tây Âu đã đạt được. So sánh giữa ASEAN và EU, quan hệ Xô Mỹ trong và sau chiến tranh lạnh, chiến lược toàn cầu của Mỹ. Còn phần lịch sử Việt Nam chiếm khoảng 20 câu thì trọng tâm sẽ nằm trong những nội dung sau: đặc điểm phát triển của phong trào công nhân Việt Nam, về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng như là hội nghị thành lập đảng, so sánh giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên với luận cương chính trị, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, so sánh giữa phong trào cách mạng năm 1930-1931 với phong trào dân chủ năm 1936-1939, những bước chuẩn bị để tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền, và cách mạng tháng 8 cũng như là tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8. Về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 năm 1951, về các chiến lược chiến tranh của Mỹ như là chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, Đông Dương hóa chiến tranh, rồi chiến tranh đặc biệt. Về các chiến dịch mà đảng ta, đảng và nhân dân ta đã mở như là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chiến dịch biên giới Thu Đông, những điều kiện để nước ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, bài học rút ra từ cuộc chiến tranh, từ cuộc kháng chiến chống Pháp và sau đó là kháng chiến chống Mỹ là gì, cũng như là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Một kiến thức cuối cùng mà các em cần phải lưu ý đó chính là đường lối đổi mới năm 1986. Thì phần này chủ yếu sẽ là mục tiêu, đường lối và chiến lược đổi mới. Còn ma trận đề năm 2019 thì như sau, các em hãy nhìn lên bảng này nhé. Về phần câu hỏi của lớp 11 thì trọng tâm sẽ rơi vào cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941, và phần lịch sử Việt Nam thì từ năm 1958 cho đến năm 1900. Về phần lịch sử Việt Nam thì từ năm 1858 cho đến năm 1918. Thì hai nội dung này sẽ chiếm khoảng 5 câu trong đề. Còn lại sẽ là 35 câu là thuộc kiến thức của lịch sử lớp 12. Thì phần lịch sử thế giới của lớp 12 sẽ rơi vào sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai, về Liên Xô và các nước Đông Âu và sau đó là Liên bang Nga. Về các nước Á, Phi, Mỹ Latin, nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 2000. Còn lịch sử Việt Nam thì từ năm 1919 cho đến năm 1950 và chia thành 5 giai đoạn. Các em hãy nhìn cái cột hàng ngang, cái cột tổng ở hàng ngang cuối cùng. Nếu như các em làm đúng hết phần nhận biết 12 câu thì các em sẽ được 3 điểm.
Còn nếu như các em làm hết phần thông hiểu 13 câu thì các em sẽ được 3,25 điểm. Còn phần vận dụng thấp thì các em sẽ được 1,75 điểm. Và phần vận dụng cao thì các em sẽ được 2 điểm. Như vậy nếu như chúng ta làm đúng hết 40 câu thì chúng ta sẽ được trọn vẹn 10 điểm đấy. Tuy nhiên rất khó để được 10 điểm này đúng không nào? Nhưng mà cũng sẽ rất là đơn giản nếu như các em thường xuyên các em học bài, nắm rõ kiến thức cũng như là luyện tập làm những cái đề kiểm tra. Thì sau đây cô sẽ có một số câu hỏi thuộc các đề năm trước. Chúng ta sẽ cùng nhau làm và sau đó xem thử xem là các em sẽ được bao nhiêu điểm nhé. Câu hỏi đầu tiên sẽ thuộc mã đề 301 năm 2017, câu 24. Trật tự thế giới hai cực Yalta hoàn toàn tan rã khi A. Tổ chức Hiệp ước Warsawa chấm dứt hoạt động. B. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. D. Hội đồng tương trợ kinh tế giải thể. Câu hỏi này thì các em cần phải chú ý đến cụm từ hoàn toàn tan rã. Thì trật tự thế giới hai cực Yalta được hình thành sau hội nghị Yalta. Một cực là do Mỹ đứng đầu và cực còn lại là do Liên Xô đứng đầu. Và chúng ta phải hiểu rằng là trật tự thế giới hai cực Yalta hoàn toàn tan rã chỉ khi một trong hai cực bị tan rã. Đáp án A và đáp án D, tổ chức Hiệp ước Warsawa và Hội đồng tương trợ kinh tế bị giải thể. Thì chúng ta biết rằng hai tổ chức này được hình thành với mục tiêu là hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, đồng thời duy trì hòa bình và an ninh ở châu Âu. Khi mà hai tổ chức này bị giải thể thì tức là chấm dứt sự liên kết hợp tác giữa các nước này. Như vậy chúng ta sẽ loại hai đáp án A và D nhé. Còn đáp án B, việc Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, tuy nhiên trật tự thế giới hai cực hai phe vẫn còn đó. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã đề 307 của năm 2017, câu 13. Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam có khả năng đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ? Đáp án A là Bình Giã ở Bà Rịa. Đáp án B là An Lão ở Bình Định. Đáp án C là ấp Bắc Mỹ Tho. Đáp án D là Ba Gia Quảng Ngãi. Thì ở câu hỏi này các em cần phải chú ý là người ta đang hỏi đến chiến tranh đặc biệt. Như vậy cả 4 đáp án này đều nằm trong chiến lược chiến tranh đặc biệt. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến từ khóa thứ 2, đó là khả năng đánh thắng. Thì câu hỏi này thì khi mà các em hệ thống lại các cái trận thắng, những cái chiến thắng trong chiến lược chiến tranh đặc biệt thì chúng ta cần phải chia ra là trận thắng nào là quân ta có khả năng đánh thắng, trận thắng nào là góp phần làm phá sản và trận thắng nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt. Thì chiến thắng ở Bình Giã đã góp phần làm phá sản hoặc là bị phá sản về cơ bản chiến lược chiến tranh đặc biệt. Còn những chiến thắng như là ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài thì làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt. Còn ấp Bắc là thắng lợi khẳng định quân dân miền Nam có khả năng đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, ấp Bắc Mỹ Tho. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau đến mã đề 302 của năm 2017 về câu số 7. Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm. Thì đoạn trích này được trích trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4. Thì nhận định trên đề cập đến hậu quả chiến tranh nơi nào ở Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ có hai từ khóa. Thứ nhất là chiến tranh phá hoại và thứ hai là vài ba kế hoạch 5 năm.
thì các em phải xác định rằng là ở khu vực nào, nơi nào là hội tụ đủ hai yếu tố trên thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được đó chính là đáp án C, ở miền Bắc. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến mã đề 309 năm 2018, câu hỏi số 14. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh là có 4 đáp án, các em đọc nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Đó chính là lý do thứ nhất, cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn 4 thập niên đã làm suy giảm thế mạnh của họ trên nhiều mặt với các cường quốc khác. Và thứ hai là sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu là những khó khăn, thách thức lớn đặt ra cho các nước lớn. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A. Cũng trong mã đề 309 năm 2018, cô có câu số 20 như sau. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc đã gì đây? Chúng ta sẽ có 4 đáp án. Thứ nhất, tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản. Thứ hai là tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. Thứ ba là mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản. Thứ tư là giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa. Chúng ta sẽ xác định câu hỏi này, đó chính là chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì điều gì đã xảy ra? Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. Đó là sự xác lập trật tự thế giới hai cực, hai phe. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với mã đề 305 của đề 2018. Câu hỏi số 21. So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, sự phát triển của Liên minh châu Âu có điểm khác biệt gì? Rồi, câu hỏi này chúng ta sẽ cùng nhau chú ý đến những từ khóa sau. Thứ nhất là điểm khác biệt giữa ASEAN và EU. Vậy chúng ta xem trong 4 đáp án này thì đáp án nào là đúng nhé. Về mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU mục tiêu không chỉ nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, mà còn cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung. Như vậy, điểm khác biệt giữa ASEAN và EU sẽ là diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu số 17 cũng trong mã đề 305 của năm 2018. Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đâu đây nhỉ? Đáp án A sẽ là từ cải cách của vua Rama V. Đáp án B sẽ là Duy Tân Minh Trị. Đáp án C là Cách mạng Tân Hợi. Đáp án D là Cách mạng Nga năm 1905-1907. Từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, những luồng tư tưởng mới được truyền bá vào nước ta, nổi bật là các tài liệu Duy Tân Minh Trị và Cách mạng Tân Hợi. Vì vậy, chúng ta sẽ loại được đáp án A và đáp án D. Như vậy, chỉ còn đáp án B và C. Rồi, chúng ta tiếp tục phân tích nhé. Thì do ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc, thì đến năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập Việt Nam Quang Phục Hội nhằm đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc vào năm 1911. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau giải 20 câu của mã đề 315 năm 2019. Câu đầu tiên, trong chính sách kinh tế mới ở nước Nga Soviet, nhà nước A chỉ nắm ngành ngân hàng,
B. Chỉ nắm ngành giao thông. C. Tập trung khôi phục công nghiệp nặng. D. Không thu thuế lương thực. Vậy thì các em còn nhớ chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô Viết hay không nè? Rồi, kiến thức này các em có thể tham khảo kiến thức trong sách giáo khoa lớp 11 trang 53. Tháng 3 năm 1921, đảng Bolshevik đã quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ. Đặc biệt là trong công nghiệp thì tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp nhỏ có sự quản lý của nhà nước. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, tập trung khôi phục công nghiệp nặng. Còn trong lĩnh vực nông nghiệp thì thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực sẽ là hiện vật, nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực thừa. Còn trong thương nghiệp và tiền tệ thì được tự do buôn bán, đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn, phát hành đồng rút mới thay cho loại tiền cũ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến câu số 2. Trong phong trào dân chủ năm 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã sử dụng hình thức đấu tranh nào sau đây? A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. B. Đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa. C. Kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, binh vận. D. Công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Câu này cô thấy rất là đơn giản nha. Các em có thể tham khảo kiến thức trong sách giáo khoa lớp 12 trang 100. Thì phương thức đấu tranh của phong trào năm 1936-1939 là kết hợp tất cả các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp nhằm thực hiện mục tiêu trước mắt là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu số 3. Chiến thắng ấp Bắc vào ngày tháng 1 năm 1963 đã chứng tỏ quân dân miền Nam, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh nào sau đây của Mỹ? A. Đông Dương hóa chiến tranh. B. Chiến tranh đặc biệt. C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh. Bạn nào có theo dõi cái phần mà trả lời lúc nãy, từ nãy đến giờ của buổi livestream này thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời được. Đó chính là đáp án B. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân tích để tìm hiểu rõ hơn. Trước hết, chúng ta sẽ biết rằng là chiến thắng ấp Bắc vào tháng 1 năm 1963. Thì năm 1963 là giai đoạn Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam. Tiếp theo sẽ là có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh nào? Thì nó sẽ là đáp án B, chiến tranh đặc biệt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến câu số 4. Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á giành được độc lập vào năm 1945? A. Mã Lai. B. Indonesia. C. Thái Lan. D. Miến Điện. Nhìn vào những đáp án này thì chúng ta sẽ loại ngay đáp án C, bởi vì Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc thực dân phương Tây xâm lược và đô hộ. Như vậy chúng ta sẽ còn lại đáp án B và đáp án D. Thì kiến thức này các em có thể tham khảo trong sách giáo khoa lớp 12 trang 25 dòng chữ nhỏ nhỏ ở phía dưới. Thì tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân ở Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh giành độc lập. Trong năm 1945, có 3 nước giành được độc lập, đó chính là Indonesia, Việt Nam và Lào. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là Indonesia. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến câu số 5. Trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925, giai cấp nào tổ chức cuộc vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam? Rồi, các em cần phải nhớ đó là phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925
Thì cái cuộc vận động và cái từ khóa thứ hai đó chính là người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam. Thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, tư sản. Thì kiến thức để giải được câu hỏi này thì các em có thể tham khảo kiến thức trong sách giáo khoa lớp 12, trang 80. Tư sản Việt Nam đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa Kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng Việt Nam, chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 6. Năm 1970, Mỹ đã sử dụng quân đội Sài Gòn tiến công xâm lược Campuchia nhằm thực hiện âm mưu nào sau đây? Từ khóa trong câu hỏi này sẽ là năm 1970. Thì các em nhớ khoảng thời gian năm 1970 thì Mỹ đã thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và mở rộng lên thành Đông Dương hóa chiến tranh. Và từ khóa thứ hai, cụm từ khóa thứ hai sẽ là tiến công xâm lược Campuchia với âm mưu. Như vậy, chúng ta sẽ đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A. Sau chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ đã chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và mở rộng ra toàn Đông Dương, thực hiện Đông Dương hóa chiến tranh. Quân đội Sài Gòn được Mỹ sử dụng như lực lượng xung kích ở Đông Dương trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Campuchia vào năm 1970 và tăng cường chiến tranh ở Lào vào năm 1971, thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Câu số 7. Ở Việt Nam, cuối năm 1928, các thành viên của tổ chức nào sau đây thực hiện chủ trương vô sản hóa? Câu này thì quá đơn giản, chúng ta không phải bàn cãi nữa. Đó chính là đáp án C, Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Tuy nhiên, các em cũng cần phải gạch dưới những từ khóa trong câu hỏi này. Đó chính là cuối năm 1928 và phong trào vô sản hóa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 8. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký bản hiệp định sơ bộ với đại diện chính phủ nước nào sau đây? Câu này cũng khá là đơn giản. Năm 1946, từ cuối năm 1945 cho đến năm 1946, thực dân Pháp đã có những hành động đầu tiên để tiến hành cuộc chiến tranh nhằm tái xâm lược Việt Nam. Và ngày 6 tháng 3 năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký với Pháp bản hiệp định sơ bộ. Như vậy, trong câu hỏi này thì chúng ta sẽ chú ý đến ngày 6 tháng 3 năm 1946. Và thứ hai là hiệp định sơ bộ. Thì người ký với chúng ta đó chính là thực dân Pháp, đại diện của chính phủ Pháp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 9. Sau khi Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra khẩu hiệu nào sau đây? A. Đánh đuổi phản động thuộc địa. B. Đánh đuổi phát xít Nhật. C. Đánh đuổi thực dân Pháp. D. Đánh đổ phong kiến. Từ khóa đầu tiên của câu hỏi này đó chính là sau khi Nhật đảo chính Pháp. Thì sau khi Nhật đảo chính Pháp thì có nghĩa là Pháp đã không còn vị thế ở nước ta nữa. Và tiếp theo là khẩu hiệu. Vậy thì khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Đông Dương sẽ là gì? Đó chính là đánh đuổi phát xít Nhật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 10. Một trong những thành tựu Việt Nam đạt được trong 5 năm đầu, tức là từ năm 1986 đến năm 1990 của công cuộc đổi mới là gì? A. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước. B. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước. C. Hàng tiêu dùng dồi dào hơn trước. D. Xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. Rồi, từ khóa trong câu hỏi này của chúng ta đó chính là thành tựu đạt được trong 5 năm đầu của công cuộc đổi mới. Vậy thì các em cần phải nhớ được rằng là 3 mục tiêu kinh tế của nước ta khi mà bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới. Đó chính là
về lương thực, từ chỗ thiếu ăn đã vươn lên đáp ứng yêu cầu trong nước có dự trữ và xuất khẩu. Về hàng tiêu dùng, dồi dào đa dạng, lưu thông thuận lợi. Về kinh tế đối ngoại thì xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm, tiến gần đến cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. Như vậy, đáp án đúng trong câu này của chúng ta sẽ là đáp án C. Hàng tiêu dùng dồi dào hơn trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 11. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20, quốc gia nào sau đây trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới? Từ khóa trong câu hỏi này, đó chính là những năm 70 của thế kỷ 20. Và tiếp theo là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới. Như vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng, đó chính là đáp án A, Liên Xô. Trong những năm 50-70, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn và đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ và dẫn đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 12. Năm 1949, sản lượng nông nghiệp của nước nào bằng 2 lần tổng sản lượng nông nghiệp của các nước Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Nhật Bản? Chúng ta phải nhớ rằng sau năm 1949 có nghĩa là sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Như vậy, chúng ta phải hệ thống lại kiến thức rằng là sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 thì nước nào là nước có ưu thế vượt trội, thì chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án, đó chính là đáp án C, là nước Mỹ. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 13. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam từ năm 1975 năm 1976? A. Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị. B. Tạo điều kiện để tăng cường an ninh quốc phòng đất nước. C. Là điều kiện trực tiếp để Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN. D. Tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu này. Câu này hỏi rằng là ý nghĩa của hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Như vậy, các em có thể tham khảo kiến thức này trong sách giáo khoa lớp 12, trang 202. Hoàn thành thống nhất đất nước tạo nên những điều kiện để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 14. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3, tháng 9 năm 1960, Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra chủ trương nào sau đây? Ôi, cô bị sai lỗi chính tả rồi. Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra chủ trương nào sau đây? A. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở hai miền Bắc Nam. B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở hai miền Bắc Nam. C. Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Bắc Nam. Và D. Tiến hành chiến tranh nhân dân trên cả hai miền Bắc Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, tháng 9 năm 1960, đã đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền, vị trí, vai trò cũng như mối quan hệ giữa cách mạng hai miền. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cả nước, còn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam thì có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 15. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương từ năm 1919 đến năm 1929, thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm A.
tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế. B. Làm cho kinh tế thuộc địa phát triển cân đối. C. Đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế chính quốc. D. Xóa bỏ phương thức sản xuất phong kiến. Trong câu hỏi này, chúng ta sẽ chú ý đến những từ quan trọng, đó là cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Khi tiến hành chiến tranh xâm lược và khai thác thuộc địa, thì các nước tư bản đều không quan tâm đến sự phát triển kinh tế của thuộc địa, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của chính quốc. Vì vậy, mặt khác, chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho Pháp bị thiệt hại, vì vậy Pháp đã đẩy mạnh tăng cường khai thác thuộc địa để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế chính quốc. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. Câu 16. Chính quyền công nông đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào nào sau đây? A. Phong trào dân chủ năm 1936-1939. B. Phong trào dân tộc dân chủ năm 1919-1925. C. Phong trào cách mạng năm 1930-1931. D. Phong trào giải phóng dân tộc năm 1939-1945. Câu này chúng ta cần phải chú ý từ khóa sau, đó là chính quyền công nông đầu tiên. Như vậy, để làm được câu hỏi này thì các em cần phải hệ thống lại quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Thì từ năm 1930-1931 thì khối liên minh công nông được hình thành trong phong trào cách mạng. Còn giai đoạn năm 1936-1939 thì đảng đã tích lũy được kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp trong phong trào dân chủ năm 1936-1939. Còn trong giai đoạn năm 1939-1945 thì đảng đã xây dựng căn cứ địa cách mạng, tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang. Thì quay lại câu hỏi này thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Phong trào cách mạng năm 1930-1931. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 17. Trong quá trình thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại từ những năm 60-70 của thế kỷ 20, năm nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đều A. Trở thành những con rồng kinh tế châu Á. B. Có mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh. C. Trở thành những nước công nghiệp mới. D. Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những... Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau xem từ khóa trong câu hỏi này là gì nhé. Đó chính là chiến lược kinh tế hướng ngoại. Và thứ hai, rồi xong luôn, cô bị lộ đáp án rồi. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các đáp án còn lại nhé. Đáp án A, đối với đáp án A thì các em có còn nhớ bốn con rồng châu Á hay không? Đó chính là Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan. Như vậy, nhóm năm nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á không phải là những con rồng của châu Á. Còn đáp án B thì các em có thể tham khảo sách giáo khoa trang 29. Sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại thì bộ mặt kinh tế xã hội của các nước này có sự biến đổi to lớn. Tỷ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn nông nghiệp, mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh. Còn đáp án C, trở thành những nước công nghiệp mới. Thì cái cụm từ khóa này dùng để chỉ những nước đạt được những thành tựu về kinh tế xã hội ở khu vực Mỹ Latin. Còn đáp án D, cô đố các em, ba nước có sản lượng xuất khẩu lớn nhất thế giới đó là nước nào? Việt Nam của chúng ta nằm trong một trong ba nước đó đấy nhé. Thái Lan là xuất khẩu gạo đứng hàng thứ nhất. Việt Nam là đứng hàng thứ hai. Còn nước đứng hàng thứ ba đó chính là Ấn Độ, nhờ vào cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp.
Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu 18. Theo quyết định của hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào sau đây? Câu này rất là dễ, cho nên nếu như mà bạn nào mà chọn câu này sai á, thì chúng ta ôm nguyên cuốn sách giáo khoa đọc lại từ đầu đi nhé. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là Tây Đức. Chúng ta nhớ rằng là theo quyết định của hội nghị Yalta thì Liên Xô sẽ đóng quân tại Đông Đức, Đông Âu và Bắc Triều Tiên. Còn các nước Anh, Mỹ thì sẽ đóng quân ở Nam Triều Tiên và Tây Đức, Tây Âu. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu 19. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện nào sau đây ở châu Phi gắn liền với vai trò lãnh đạo của Nelson Mandela? A. Cách mạng Angola và Mozambique thành công. B. Namibia tuyên bố độc lập. C. Nước Cộng hòa Zimbabwe ra đời. D. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị xóa bỏ. Từ khóa trong câu hỏi này đó chính là ở châu Phi và vai trò lãnh đạo của Nelson Mandela. Như vậy, dựa vào hai từ khóa này chúng ta có thể dễ dàng đoán được câu trả lời. Đó chính là chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị xóa bỏ. Nelson Mandela là tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 20 trong bộ đề 315 của năm 2019. Năm 1858, thực dân Pháp đã chọn Đà Nẵng làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nhằm A. Sử dụng Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công gia đình. B. Thực hiện kế hoạch chinh phục từng gói nhỏ. C. Nhanh chóng mở rộng quy mô chiến tranh và cả nước. D. Thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Để trả lời được câu hỏi này thì các em cần phải nhớ lại những nguyên nhân để Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công thì có 4 nguyên nhân. Thứ nhất, Đà Nẵng là cảng biển tương đối sâu rộng nên tàu chiến của Pháp, Tây Ban Nha có thể dễ dàng ra vào. Thứ hai là có lực lượng giáo dân đông sẵn sàng làm nội ứng cho Pháp. Thứ ba, Đà Nẵng gần Kinh Đô Huế, cách Huế khoảng 100 km. Do đó, Pháp có thể dùng Đà Nẵng làm bàn đạp để tấn công Huế, buộc triều đình Huế phải đầu hàng, giúp Pháp thực hiện được chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh. Như vậy là chúng ta có thể, tới đây thì chúng ta có thể khoanh được đáp án rồi đúng không nào? Đó là đáp án B, đáp án D. Tuy nhiên, vẫn còn một nguyên nhân cuối cùng, đó chính là chiếm được miền Trung có thể chia cắt được Bắc Nam thành những vùng riêng biệt. Triều đình Nguyễn khó đưa quân tiếp ứng và Pháp có thể dễ dàng chinh phục. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Còn 20 câu hỏi còn lại của bộ đề 315 của năm 2019 thì các em hãy thử tự phân tích và làm thử xem nhé. Sau đó hãy gửi đáp án của mình bên dưới buổi livestream này. Cô và các thầy cô khác sẽ trả lời và giải đáp cho các em nhé. Còn nếu như mà các em có thắc mắc nào thì cũng hãy mạnh dạn comment bên dưới buổi livestream này. Những thắc mắc của em sẽ được giải đáp ngay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em ở những buổi livestream tiếp theo.